nghệ sĩ Cải Lương Kim Tử Long từng là người rất đào hoa. Trước khi xây dựng hạnh phúc với đồng nghiệp soàn xỉn 11 tuổi trên trinh, Kim Tử Long từng có hai đời hoàng hậu và ba người con riêng. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, nam nghệ sĩ sinh năm 1966 và hoàng hậu cũ hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Hoàng Kim Phụng. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Hoàng Kim Phụng từng không được ba chấp thuận, tạo điều khiếu nại để theo đuổi đam mê làm diễn viên. Hoàng Kim Phụng là con gái đầu lòng của Kim Tử Long. Từng yêu mến mày mò những môn năng khiếu ngay từ nhỏ dài dưng vì ba khó tính. Khi lên lớp 3, Hoàng Kim Phụng phải xin bác dâu lén chở đi học múa ballet, đàn organ, gan, đóng kịch. Bước vào độ tuổi không lớn hơn, Hoàng Kim Phụng nối tiếp trốn ba để sinh hoạt ở đội kịch tuổi ngọc và được diễn nhiều dở dành cho thiếu nhi. Khi đến lớp 9, một lần nữa Hoàng Kim Phụng liều lĩnh khi danh vào khoa trung cấp của trường sân khấu điện ảnh khi phát hiện con gái đi học diễn xuất, Kim Tử Long đã hết sức khó chịu và không thủ thủy với Hoàng Kim Phụng suốt nhiều ngày. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 tiết lộ rằng, trước đó, Kim Tử Long đã khuyên cô không được theo nghệ thuật vì cuộc sống nghệ sĩ sẽ có nhiều bấp bình, khó khăn. Nhưng vì đam mê quá lớn, cô đã bất chấp mọi lời dạy bảo của ba để theo đuổi nghề yêu mến khi Kim Tử Long vui ngoai cân dẫn và tha thứ cho con gái, Hoàng Kim Phụng đã mạnh dạn mời ba đến xem cô diễn trong ngày thi học kỳ và được nam nghệ sĩ cho rất nhiều lời khuyên. Thời điểm chính thức gia nhập thôn giải trí, Hoàng Kim Phụng tự chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cô không dùng tên thật để hoạt động nghề mà chọn nghệ danh đầy giấy thương Mai Ca. Hoàng Kim Phụng kết duyên với ông thôn doanh nhân cách đây 2 năm từ diệt chỉ được diễn những vai nhỏ dại. Sau này, con gái đầu lòng của Kim Tử Long khăn kết với nhiều sân khấu lớn và từng có thời gian đi theo nhóm Hài Lê Quốc Nam để lưu diễn soàn xỉn xuyên. Năm 2017, Hoàng Kim Phụng lên xe qua với một doanh nhân gốc Gia Lai, hơn cô một tuổi. Ngày trọng đại của cô có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và được Kim Tử Long bố trí chu đáo về mọi mặt. Hiện tại sau hơn 2 năm lấy chồng, Hoàng Kim Phụng đang dành nhiều thời gian chăm nông con gái và phụ giúp Kim Tử Long một số công việc liên quan đến chuyên môn. Khi gia nhập thôn giải trí, Hoàng Kim Phụng lấy nghệ danh là Mai Ca và hoạt động chính trong lĩnh vực diễn xuất. Là người đa tài, cô không đóng khung một hình tượng mà tự tin diễn cả những giai hài, bi. Sau khi lập gia đình, Hoàng Kim Phụng dành nhiều thời gian dung dấn tổ.